Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu đây là đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì xin chào, mình tên là Trinh Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục và hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. Ở trên kênh YouTube này thì hiện nay mình đang xây dựng một series về học thuật, trong đó mình có một số video nói về các cách để xây dựng một bài nghiên cứu, cách để đọc một bài báo như thế nào, hay là cách để mình tìm những cái tài liệu khoa học và mình sắp xếp, mình sử dụng nó như thế nào để xây dựng cái bài nghiên cứu riêng cho mình. Ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chạm đến một cái đề tài mà nó rất là gần với trái tim mình, đấy là chính là đề tài trích dẫn. Các bạn thì tự hỏi là tại sao cái đề tài này nó lại khiến cho chi xúc động như vậy. Thứ nhất là mình cảm thấy là trích dẫn á, nếu mình không biết cách trích dẫn thì nó sẽ dẫn đến một cái tội rất là lớn, đấy là đạo văn. Nên cái việc này thì mình thấy là trên xã hội Việt Nam thì có rất nhiều cái nhức nhối. Mình thấy rằng là có những cái luận án mà người ta có thể copy trắng trợn một cái luận án trước của một người khác. Cái điều này không thể được chấp nhận ở trong bất kỳ giới học thuật nào, kể cả Việt Nam và nước ngoài. Thế nhưng mà cái mà mình nói cái đạo văn ở đây ấy, là cái đạo văn là khi mà các bạn muốn trích dẫn hoặc là một phần cái câu nói hoặc là một phần cái ý tưởng ấy mà mình không biết cách để mình trích dẫn, chứ mình không nói là copy toàn bộ là mình đã cố tình rồi. Đây là những cái trường hợp mà mình muốn trích dẫn cái ý tưởng này, thế nhưng mình không biết cái cách để mà trích dẫn đúng thì cũng rất là dễ bị cho là đạo văn, bởi vì có rất nhiều phần mềm mà giảng viên này rồi là hội đồng nghiên cứu bây giờ đã sử dụng để người ta upload cái bài của bạn lên và nó sẽ xem là cái bài của mình nó có trích dẫn đầy đủ hay không. Nếu mà không thì mình sẽ bị quy là mình bị trích dẫn thiếu và coi như là đạo văn, và cái điều này là một điều cực kỳ cấm kỵ ở trong giới học thuật. Nhưng bản thân mình đã từng gặp phải, mình sẽ kể cho bạn câu chuyện này trước khi mình vào với nội dung chính ngày hôm nay để các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của việc học về trích dẫn. Khi mình còn học ở Việt Nam, khoảng độ cuối năm thứ 3, đầu năm thứ 4 thì mình có học một bộ môn gọi là quan hệ quốc tế. Thì bộ môn nó được dạy bởi một thầy giáo nước ngoài, là một thầy giáo gọi là thỉnh giảng đi. Tức là thầy chỉ đến Việt Nam để dạy cái kỳ đó và đi. Mình còn nhớ là thầy rất là hay và thầy có rất nhiều nguồn thông tin về chính trị xã hội và thầy rất là tập trung vào slide. Tức là thầy có cái slide sẵn, có rất nhiều thông tin và thầy đọc slide để dạy cho mình theo slide. Và mình có cái cuốn sách đi kèm. Khi đến cái bài cuối kỳ ấy, thì thầy có yêu cầu mình viết về chủ đề, mình không nhớ cụ thể nhưng mà đại khái là chiến tranh hùng vịnh hay gì đấy. Cũng như các bạn khác thì mình mới viết bài luận về cái chủ đề đó. Thì bởi vì lúc đó mình còn là sinh viên á, mình không có nhiều cái thông tin về nghiên cứu. Mình đã từng chia sẻ trong một cái video trước về cái việc là tìm kiếm cái nguồn nghiên cứu, là khi mình còn ở Việt Nam á thì thầy cô giáo nói là ok đi nghiên cứu, đi tìm đi. Thế nhưng mình không có nguồn, không ai chỉ cho mình xem ở đâu cả. Thế mình chỉ có thể Google, mình đọc Wikipedia rồi mình đọc những cái thông tin không chính thống ấy, thì mình thấy rằng là nó rất là khó để mình lọc lựa là đâu là cái nguồn mình nên trích. Cho nên là mình chỉ có thể dựa vào một cái nguồn mình biết là chắc chắn là chuẩn chỉ, đấy là sách và slide của thầy. Thì mình dựa vào đó để mình viết cái bài nghiên cứu của mình. Mình nhớ là mình đầu tư rất nhiều thời gian, mình thức khoảng độ 3 ngày liền để mình làm cái bài nghiên cứu đấy và mình thấy rất tự hào với nó. Thế nhưng mà khi mà nhận được kết quả ấy, thì không chỉ là mình không được điểm, kết quả của mình còn đi theo một cái red flag, tức là cái tín hiệu đỏ ấy, là bài của mình bị tính là đạo văn. Không chỉ riêng mình mà có rất nhiều bạn ở trong lớp cũng bị như vậy. Thì ra khi mà giáo sư nhận cái bài viết của mình thì giáo sư đưa ra một cái software hình như là gọi là turnitin.com, tức là người ta sẽ xem là bao nhiêu phần là được trích dẫn đúng. Thì hình như hồi đó thì thầy có nói rằng là nếu mà bạn trích dẫn mà bị lỗi khoảng độ 20% thì sẽ được bỏ qua, còn trên 20% thì coi như là đánh trượt và mình phải thi lại cái môn đó. Và mình có nhớ bài của mình 22%, ta chỉ có 2% là mình bị trượt môn đó. Hôm nay mình đã học đến bậc tiến sĩ rồi và mình có thể nói với bạn đấy là môn đầu tiên trong cuộc đời của mình bị trượt, môn học chính đầu tiên mình bị trượt và môn đầu tiên cũng là môn duy nhất trong cuộc đời mình phải thi lại. Mình cảm thấy rất là tủi nhục, tại vì là không phải là vì trượt vì cái lý do gì mà trượt vì cái lý do là trích dẫn. Và mình rất là ức chế bởi vì là không phải là mình không muốn trích dẫn hoặc là mình cố tình copy nhưng mình không biết cái cách trích dẫn. Thế sau đó thì mình mới xem lại cái lý do tại sao mà mình nghĩ như vậy, thì mình mới phát hiện ra là gì, phát hiện ra là bởi vì là mình dựa vào cái slide của giáo sư, mình mà copy những cái từ ngữ thầy dùng ấy, những cái nội dung thầy dùng, bởi vì có những cái cụm kiểu chuyên ngành ấy, thế mình sử dụng. Thế nhưng mà cái slide đấy thầy lại dạy xây dựng dựa vào những cái tài liệu khác, nhưng mà lại không có phần trích dẫn ở trên slide. Thế mình lại không biết. Cho nên là các bạn biết đấy, ở Việt Nam ấy thì học trò được dạy là phải nghe theo lời giáo viên và chép đúng những cái gì mà giáo viên nói ở trên bảng vào bài tập của mình, vào bài thi của mình. Mà mình đâu có biết là đối với giáo viên nước ngoài thì họ lại có cái expectation, có cái kỳ vọng là mình phải trích dẫn cả cái slide của họ, hay là mình có cái trích dẫn phải ngoài những cái nguồn mà họ nói. Mình đâu có nguồn như vậy. Cái view đấy là mình rất là bức xúc á. Tất nhiên sau này thì mình biết những cái cách để mình có thể trích dẫn slide,
Nhưng mà hồi đó thì mình không có biết, không có ai dạy mình, thực sự không có ai dạy cho mình là làm sao để trích dẫn cho nó đúng và làm sao để không bị gắn cái mác đạo văn một cách vô thức. Thế do vậy là mình rất là ấn tượng với cái chủ đề đạo văn này, bởi vì là khi mình dạy ở Mỹ mình thấy là sinh viên quốc tế gặp cái vấn đề này rất là nhiều, đặc biệt là sinh viên Việt Nam, Trung Quốc hay là Ấn Độ, những cái nước mà có cái nền giáo dục rất phát triển nhưng mà lại không có những cái kỹ năng nhỏ trong cái vấn đề trích dẫn kỹ lưỡng ấy. Mình không biết tại sao nhưng mà cái điều đấy nó khiến cho sinh viên quốc tế mang một cái cảm giác giáo sư người ta cũng hơi bị dè chừng ấy, người ta luôn hỏi là mày có biết trích dẫn hay không, hoặc là sinh viên quốc tế thì cũng cảm thấy là thiếu tự tin ấy, cảm thấy là lúc nào mình cũng phải trích dẫn, cảm thấy là mình không trích dẫn thì mình quên, mình sợ ấy, mỗi một câu mình thở ra thì phải có trích dẫn. Thực ra không cần thiết phải như thế. Do vậy mình muốn là thông qua cái video này các bạn hiểu được cái bản chất của việc trích dẫn, làm sao để trích dẫn nó đúng mà không tạo văn, nhưng cũng không thiết thiết phải trích dẫn quá là nhiều mà không cần thiết dư thừa. Mình trích dẫn làm sao để mình vẫn có thể có cái không gian để đưa ra được cái luận điểm riêng của mình, cái ý kiến riêng của mình, cái lời nói riêng của mình. Thì đó là cái câu chuyện đằng sau cái video ngày hôm nay. Trước tiên nói về trích dẫn thì mình phải biết rằng là có rất nhiều kiểu khác nhau, tùy vào cái yêu cầu của thầy cô, của nhà trường, hay là tùy vào ví dụ như là bạn nộp cái bài nghiên cứu của mình cho một tạp chí nghiên cứu chẳng hạn, thì họ có yêu cầu trích dẫn theo cái phong cách gì hay là theo cái thể loại gì thì mình sẽ làm theo cái phương pháp đó. Về cơ bản thì trích dẫn nó không có cái gì khác nhau về cái mặt mục đích cả. Mục đích của trích dẫn chỉ là để mà mình credit, tức là mình gọi tên cái người mà có cái ý tưởng đó thôi, tức là mình khẳng định là đấy không phải ý tưởng của mình mà mình mượn của người khác. Đấy là cái mục đích quan trọng nhất của trích dẫn. Thì dù bạn trích dẫn ở cái phương pháp hay là phong cách nào, nó đều giống nhau hết cả. Thế tuy nhiên là ở mỗi một cái ngành nghề thì người ta quen nhìn cái kiểu như thế nào, thì họ yêu cầu mình trích dẫn là cái phong cách đấy, chỉ khác nhau về cái mặt hình thức thôi. Thì có rất nhiều cái phương pháp, ví dụ như bản thân mình thì mình sử dụng APA, nhưng mà có rất nhiều cái phương pháp khác như MLA này, Chicago này, Harvard này, vân vân. Thì mình không biết là ở cái ngành nghề của bạn thì là cái phương pháp nào, nhưng mà trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chọn để mà giới thiệu cho các bạn phương pháp APA. Bởi vì là thứ nhất, đây là cái phương pháp mà mình sử dụng. Thứ hai là đây là cái phương pháp thông dụng nhất, thông dụng nhất trong các ngành. Ví dụ như ngành của mình là ngành giáo dục này, bạn mình là ngành kỹ sư này, mình thấy cũng sử dụng, hay là ngành khoa học cơ bản mình thấy cũng sử dụng. Do vậy là mình cảm thấy rằng là đối với việc mình giới thiệu cho các bạn APA ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái kỹ năng, cái ý tưởng chung của APA có thể áp dụng vào tất cả những cái phương pháp trích dẫn khác. Thêm một cái nữa mình muốn bổ sung là có rất nhiều cái software, cái phần mềm hiện đại hay là những cái trang web mà nó sẽ giúp cho bạn có thể chuyển đổi rất là dễ dàng từ phong cách APA sang một cái phong cách khác. Thế do vậy là bạn không cần phải quá lo là mình phải đang học theo cái này mình phải chuyển sang cái kia, bởi vì có rất nhiều cách để mình có thể chuyển đổi chỉ bằng một cú click. Thế nhưng mà trước khi mình chuyển đổi như vậy thì mình phải nắm chắc một phương pháp trước đã. Thế do vậy là trong cái video ngày hôm nay thì các bạn cứ biết rằng là mình sẽ giới thiệu APA, nhưng mình sẽ giới thiệu cho bạn thêm những cái phần mềm mà giúp cho bạn chuyển đổi nếu cần. Nói trích dẫn thì nó có vẻ rất là mơ hồ, mà thực ra chỉ có 3 kiểu trích dẫn cơ bản nhất. Thì ở đây mình có ví dụ là một bài nghiên cứu khoa học của mình là tác giả. Thì mình sẽ sử dụng bài nghiên cứu này để ví dụ cho các bạn 3 cái cách trích dẫn trong một cái bài báo nghiên cứu khoa học như thế này. Thì bạn có thể thấy rằng là ngay trang đầu tiên thì người ta đã có một loạt những trích dẫn. Thì cái cách trích dẫn đầu tiên ấy, người ta gọi là in-text citation, có nghĩa là trích dẫn trong cái phần mở ngoặc ấy, ở trong bài. In-text citation nó chỉ là như vậy cho cái phần mà mình đang bôi vàng này, tức là bạn sẽ có tên của tác giả, nếu mà có 2 tác giả thì sẽ có một cái dấu và phẩy, và sau đó là cái năm xuất bản. Và nếu mà cái ý này bạn còn muốn dùng nhiều tác giả thì mình sẽ dùng chấm phẩy và mình sẽ thêm cái tên tác giả tiếp theo, cũng theo cái format là tên tác giả này hoặc tên nhóm tác giả này và phẩy này và năm sáng tác. Thì có một cái trường hợp ở trong cái in-text citation là mình muốn lưu ý, chẳng hạn như cái trường hợp của cái trích dẫn này của tác giả Gould et al. 2011. Tại sao lại là et al? Thì bởi vì là APA phiên bản mới nhất là phiên bản thứ 7, họ quy định rằng là nếu mà ở trong cái phần trích dẫn in-text ấy, mà số lượng tác giả có nhiều hơn 3 thì mình có thể dùng từ et al, tức là và những người sau đó. Tức là mình ví dụ như là cái nghiên cứu mà mình nghiên cứu là Chi Nguyễn này chẳng hạn, xong rồi Nguyễn Văn A này, Phạm Văn C này cùng nghiên cứu, thì bởi vì có 3 người ấy nên mình có thể ghi là Nguyễn et al chấm đó, tức là Nguyễn và cộng sự. Thì như vậy bạn không phải viết ra hàng loạt những cái tên, chẳng hạn như là có những cái nghiên cứu của bạn học về kỹ thuật á, mình thấy rằng là cái tên của tác giả phải càng trang á, hoặc thậm chí cả mấy dòng ấy, thì mình không thể là mình viết tất cả các họ của tác giả trên đây được. Do vậy mình sẽ nên ghi chữ et al, tức là cùng cộng sự. Một điều nữa mình quên mất chưa nói, đấy là khi mà bạn làm cái trích dẫn bằng tiếng Anh ấy thì người ta sẽ thường trích dẫn họ
chứ không phải là tên. Ví dụ như là đối với mình là Chi Nguyễn thì người ta sẽ trích là Nguyễn chứ người ta không ghi là Chi. Thì cái này là cũng là một cái mà mình thấy rằng là do văn hóa của phương Tây, tức là họ dựa vào cái tên họ là cái tên khác biệt ấy. Tại vì cái tên first name ấy nó thường là cái tên phổ thông, ví dụ như là Paul, Sam, John chẳng hạn. Thì nếu mà mình trích cái tên first name ấy, thì nó sẽ không thật sự là phân biệt được với mọi người, thay vì là họ trích cái tên họ last name. Thế nhưng mà lại có vấn đề là đối với người Việt mình ấy thì có rất nhiều người họ Nguyễn, rất nhiều người họ Phạm, hay là đối với Hàn Quốc thì có rất nhiều họ Kim chẳng hạn. Thì trong trường hợp mà bạn trích dẫn rất là nhiều tác giả, mà đặc biệt là khi mà người ta xuất bản cùng một năm ấy, ví dụ như là Chi Nguyễn cùng xuất bản một năm này, xong rồi là Nguyễn Văn A cùng xuất bản một năm ấy, thì nếu mà mình không ghi cái tên first name ấy, cái tên thật của mình á, thì rất là dễ bị lẫn giữa các tác giả. Thì trong trường hợp đó bạn có thể ghi tên họ, tức là Nguyễn, và tên viết tắt. Ví dụ trong trường hợp này của mình là C, tức là Chi, đúng không? Tức là Nguyễn C, để cho người ta biết là à đây là Chi Nguyễn, là cái tác giả của cái nghiên cứu này. Thì đây là một cái lưu ý nho nhỏ, sự khác biệt giữa văn hóa cũng như là ảnh hưởng đến học thuật như thế nào. Kiểu trích dẫn thứ hai gọi là narrative citation, có nghĩa là trích dẫn ở trong cái phần thân bài, trong cái câu ấy. Chẳng hạn như ở trong cái câu này, mình sẽ thấy rằng là có cái phần trích dẫn for example, phẩy, sau đó là có tên của tác giả và cái năm sáng tác. Và sau đó thì người ta sẽ viết tiếp một cái câu như thế này: Chi Nguyễn và Phạm Văn A 2021 nói về chủ đề giáo dục như thế này chẳng hạn. Ta khi mà mình viết một cái câu văn hoàn chỉnh ấy, thì mình sẽ bắt đầu bằng với tên tác giả và cũng viết với họ theo một cái cấu trúc câu văn bình thường, chứ mình không nhất thiết mình luôn luôn phải mở ngoặc đóng ngoặc cuối cùng để trích cái ý tưởng của họ. Thế tùy vào cái phong cách viết và cái tình huống bạn xem là nếu mình thường là khi mình trích về cái ý tưởng không á, thì mình hay trích hay theo viết cái ý tưởng là mình mở đóng ngoặc, ghi in text citation là tên của tác giả và năm. Thế nhưng mà đôi khi mình cảm thấy là mình muốn gọi tên tác giả trước thì mình sẽ đặt tên của họ trước và mình viết thành một cái câu sau đó. Thì đấy là cái cách thứ hai để mình trích dẫn. Trích dẫn thứ ba là references, hay còn gọi là reference list, tức là cái danh sách những cái bài nghiên cứu mà mình đã trích dẫn trong cả bài. Tức là vừa rồi mình có nói về in-text citation này, narrative citation này, thì ở phần cuối bài mình phải nêu lên toàn bộ cái trích dẫn một cách full, một cách đầy đủ nhất, để ví dụ như là mình đọc trên mình thấy cái ý tưởng này thú vị, mình mới đọc thêm thì mình có thể tìm cái tài liệu tham khảo phía dưới như thế nào. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái phần reference list. Thì các bạn có thể thấy đây là một danh sách rất là dài và được sắp xếp và được format theo cái phương pháp APA. Thì mình có thể sẽ chia sẻ thêm cho các bạn ở phần sau cách để bạn có thể check xem là mình đã ghi đúng hay chưa. Nhưng về cơ bản ấy thì một cái trích dẫn nó sẽ có cái cấu trúc như sau. Thứ nhất là nó sẽ có tên của tác giả, thì đây người ta ghi là tên họ và cái chữ viết tắt của tên đầu tiên, first name, năm xuất bản và tên của cái nghiên cứu đấy, ví dụ tên của cái bài báo đấy. Và tiếp theo đó là cái tên của cái tờ tạp chí mà họ đăng. Thì các bạn thấy rằng là cái bài nghiên cứu thì viết bằng chữ thường, chỉ có viết hoa, những cái chữ ban đầu và những từ đặc biệt thôi. Còn cái tên của cái tờ tạp chí thì nó sẽ là chữ in nghiêng và viết hoa tất cả các chữ. Rồi sau đó thì có phần in nghiêng này là phần volumes, tức là cái tạp chí đấy là cái tạp chí số mấy. Rồi là có cái phần mở ngoặc hoặc số 3 này, đấy là phần mấy, có thể gọi là issue số mấy. Và dấu phẩy tiếp theo đấy là cái số trang. Đó, từ trang 414 đến trang 440 là cái bài viết này nó hơn khoảng độ 30 trang. Thì các bạn thấy rằng là đấy là cái cấu trúc cơ bản nhất. Thì dù bạn có làm theo APA hay là bạn làm theo MLA hay là Harvard hay là Chicago, các cả các thứ, thì bạn cũng phải yêu cầu là tất cả cái phần trích dẫn nó phải có cái phần như thế. Tức là người ta phải biết là ai ra cái bài này, năm nào, tên bài là gì, nguồn ở đâu, số nào của cái tạp chí đấy đăng cái bài này và cái số trang, thì người ta có thể tìm lại được dễ dàng. Nên đấy là ba kiểu cơ bản nhất để trích dẫn: in text, narrative và reference. Mặc dù mình có thể dừng video ở phần trên, tức là mình nói cho bạn cơ bản về trích dẫn và các cách để trích dẫn, thế nhưng mà mình muốn dành thêm cho bạn một số cái sự ủng hộ, support thêm để các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái việc trích dẫn này. Do vậy mình có soạn một bộ tài liệu nói về những cái nguồn tham khảo của APA cũng như là những cái lỗi sai thường gặp khi bạn trích dẫn với APA. Thì đây cũng chính là cái nguồn mà mình đang dùng để mình dạy cho chương trình tiến sĩ của mình ở Mỹ. Mình đưa lại cho các bạn một cách miễn phí và mình hy vọng rằng là các bạn có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Thì cái
tài liệu này mình sẽ để ở trên trang website của mình thepresentwriter.com. Mình sẽ để đường link ở phía dưới cho các bạn đến đúng cái trang mà có cái thông tin này. Nhưng về cơ bản mình có thể xem qua cho các bạn là thứ nhất là cái trang đầu tiên là mình có về những cái nguồn quan trọng về APA. Thì nếu mà các bạn quan tâm từ cái hình thức trích dẫn này thì có những cái nguồn chính thống, đấy chính là cái APA Manual, tức là cái cuốn sách mà nó nói về các cách trích dẫn như vậy. Thế nhưng mà nếu mà bạn muốn tìm hiểu thêm những cái nguồn khác thì APA họ cũng có một cái website để các bạn có thể đọc thêm và xem thêm từng trường hợp. Nhưng mà một cái nguồn nữa mình thấy rất là phổ biến trong giới học thuật, học sinh sinh viên ở Mỹ và cũng như giáo sư, đấy là Purdue OWL, tức là một cái trang mà họ chuyển đổi những cái kiến thức về APA một cách dễ dàng nhất với ví dụ cụ thể. Chẳng hạn như là khi các bạn vào cái trang web của Purdue OWL thì bạn thấy rằng là họ có những cái ví dụ về những cái format đơn giản này, phông như thế nào này, cái tên của cái bài viết đã đặt như thế sao, và họ có cái bài viết nháp cho các bạn xem. Rồi bên tay trái của họ có APA Guide và có rất nhiều cái trích dẫn, cái style khác nữa. Như về cơ bản thì họ sẽ chỉ cho các bạn cách trích dẫn như thế nào, chẳng hạn như trích làm sao với tác giả này, hay là nhiều tác giả chẳng hạn. Một tác giả trích dẫn như thế nào với cái ví dụ cụ thể, hay là ví dụ sách thì trích dẫn như thế nào, sách thì trích dẫn khác với bài báo ra sao chẳng hạn. Thì mình thấy đây là một cái nguồn rất là thú vị và bản thân mình sử dụng rất là nhiều khi mình còn đi học. Thứ ba là Google. Thì ở trong một cái video trước á, thì mình đã chỉ dẫn cho các bạn cách để có thể sử dụng Google Scholar để lấy cái phần trích dẫn ở trong đó. Thì các bạn có thể xem lại cái phần ở trong video ấy. Thì Google Scholar là một cái trang để tìm kiếm những bài báo học thuật. Thứ tư là software và program. Như mẹ nói, có rất nhiều cái phương tiện có thể giúp cho bạn có thể trích dẫn tự động. Thì một trong những thứ đấy là Microsoft Word, thì nó cũng có cái phần trích dẫn ở trên phần reference list. Ví dụ như ở đây, phần reference là nó sẽ cho bạn cái cách trích dẫn những cái thể loại khác nhau. Hay là ví dụ như cái nguồn khác để trích dẫn, chẳng hạn như Mendeley hay là Zotero hay là RefWorks, EndNote. Có rất nhiều cái software và những cái website, cái bên thứ ba giúp cho bạn có thể trích dẫn được một cách tự động hơn. Hay là bạn muốn chuyển đổi từ hình thức trích dẫn này sang hình thức trích dẫn khác thì cũng rất là dễ dàng. Một cái nguồn mới nữa mình mới tìm được gọi là Recite. Thế trong cái Recite này thì cơ bản là một cái nguồn miễn phí. Nó sẽ cho phép bạn đăng cái bài viết của mình lên. Và với cái việc đăng đó thì website sẽ tự check để xem là cái in-text citation với cả cái narrative của bạn nó có match với cái reference list ở phía dưới hay không. Tức là như mình vừa nói vừa rồi á, là mình đã trích dẫn rất là nhiều với thân bài rồi, mình phải đảm bảo cuối ba cái trang cuối nó phải có tất cả các thông tin. Thì Recite giúp cho bạn kiểm tra chéo xem là bạn đã làm cái điều đó chưa. Thì đây là một cái nguồn mới. Cũng ở trong cái tài liệu về APA này thì mình có list ra những cái mistake, những cái lỗi sai thường gặp đối với APA mà mình học được trong quá trình mà mình sử dụng APA, cũng như quá trình mình chấm rất nhiều bài của rất nhiều học viên từ trình độ đại học đến thạc sĩ đến tiến sĩ, thậm chí là mình có chấm bài của những cái giáo sư cùng ngành ấy. Thì có rất nhiều cái lỗi sai về APA thường gặp, thì mình đã list ở đây rất là nhiều rồi, mình sẽ không nói cụ thể nữa, bởi vì là thực ra cái lỗi sai này ấy thì khi nào bạn làm rồi ấy, thì bạn quay lại bạn có thể sửa được, rất là khó để mình nhớ ngay từ ban đầu, để mình sửa ngay từ ban đầu. Do vậy là nếu mà bạn quan tâm đến cái đề tài này ấy, thì như mẹ nói, cái tài liệu này mình sẽ tải lên trên website của mình, các bạn có thể lên đọc và đối chiếu tham khảo khi bạn làm bài tập của bạn. Như mình đã chia sẻ phần đầu video, chủ đề và trích dẫn nó chạm vào trái tim mình, bởi vì mình có trải nghiệm không vui khi mình đã từng bị quy là đạo văn, trong khi đó mình không cố tình, chỉ vì mình thiếu kiến thức và kỹ năng trích dẫn. Thế do vậy là mình hy vọng là thông qua video này bạn hiểu thêm được cái ý nghĩa của việc trích dẫn và làm sao mình có thể trích dẫn được tốt nhất, đặc biệt là trích dẫn tốt nhất với APA. Thì có rất nhiều bạn từng nói với mình, học viên của mình ở Mỹ cũng thế, nói rằng là cái việc trích dẫn là nó rất là phiền, bạn không thích. Em thấy là nó rất là click kích. Mình đã viết cả một cái bài văn rồi, bây giờ mình lại phải quay lại mình trích dẫn, mà những cái trích dẫn nó cũng phải đúng từng dấu chấm, dấu phẩy, tên tác giả phải rõ ràng này, rồi là không chỉ phải có trích dẫn ở bên trong bài mà dưới bài cũng phải có trích dẫn chẳng hạn. Thì các bạn cảm thấy rất là phiền. Thế nhưng mà mỗi khi bạn nói là phiền như vậy thì mình sẽ kể các bạn câu chuyện là ngày xưa mình cũng nghĩ là phiền như vậy, cho nên mình không có tìm hiểu, và vì không có tìm hiểu nên mình mới gặp lỗi sai. Và sau này khi mình là giảng viên, mình là học giả, mình có xuất bản rồi, thì mình cũng cảm thấy ra rất là quan trọng để các bạn học giả trẻ trích dẫn lại những cái nghiên cứu đúng, bởi vì là nhiều khi các bạn trích dẫn sai khiến cho cái tên học giả bị gắn vào với cái ý tưởng không phải của họ. Và với cái việc trích dẫn, bạn có thể thể hiện được cho học giả thấy rằng là bạn đã nghiên cứu về người đó như thế nào, bạn đã nghiên cứu về cái đề tài này sâu như thế nào, nó có ý nghĩa rất là nhiều, chứ không phải là một cái vấn đề chỉ là phiền hay là để tránh cái vấn đề đạo văn. Mình hy vọng là các bạn thấy được cái tư tưởng này qua cái video này. Nếu bạn học được bất kỳ điều gì thú vị thì hãy comment phía dưới cho mình 3 điều thú vị bạn học được trong video này, 2 điều gì bạn cần làm ngay và 1 điều gì bạn cần bỏ ngay để tránh việc mình bị cho là đạo văn trong khi đó mình không cố tình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.